Hi, xin chào các bạn, lại là Giang đây. Bây giờ các bạn thử cùng mình nhắm mắt và tưởng tượng nha. Nhìn vào tâm trí của bạn, khi bạn băng qua đường, bạn có tập trung vào mỗi bước đi không? Khi bạn nhai một viên kẹo, bạn có nghĩ tới viên kẹo đó không? Hay khi bạn ăn cơm, bạn có nghĩ tới việc phải tiêu hóa nó không? Nghĩ xem, khi mà bạn đi ngủ, bạn có tập trung vào việc tiếp tục duy trì hơi thở của mình không? Mình cho bạn 3 giây để bạn suy nghĩ nha. 3, 2, 1. Bạn thấy đó, tụi mình không cần có ý thức để làm những việc này, đúng không? Tụi mình làm những việc này theo tiềm thức. Chúng ta có thể nói rằng trí óc của chúng ta giống như một cái tảng băng vậy á. Phần mà chúng ta thấy là phần ý thức, là phần lớn thứ mà chúng ta không thể thấy được, nó gọi là tiềm thức. Và một cách ngạc nhiên hơn, tiềm thức của chúng ta chịu trách nhiệm với hầu hết những kết quả mà chúng ta đạt được trong cuộc sống của mình. Và khi bạn cứ để cho một hành động lặp đi lặp lại trong tiềm thức, nó sẽ trở thành một khuôn mẫu, gọi là khuôn mẫu cư xử, tức là những kinh nghiệm cũ hay những hành vi lặp đi lặp lại. Hôm nay các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về nó nhé. Bạn có biết một người mà lúc nào cũng đến muộn giờ không? Người bạn đó không có đi trễ nhiều, đôi khi chỉ là 5 phút hay 10 phút, nhưng anh ta sẽ không bao giờ đến được đúng giờ. Có thể người bạn đó quên đồ ở nhà, hay làm mất chìa khóa xe, hay đơn giản là đi lạc, nhưng vì một cách nào đó anh ta sẽ luôn luôn tới trễ. Người bạn đó sẽ nghĩ anh ta là nạn nhân, nhưng không. Anh ta đã không cố gắng một cách có ý thức để đến trễ, nhưng trong chính tiềm thức của anh ta đã lập trình một chương trình nói rằng bạn sẽ đi trễ, bạn sẽ đi trễ, và chính chương trình đó đã làm chủ cuộc đời của anh ta. Nếu có một ngày nào đó người bạn đó ngẫu nhiên dậy sớm, thì bạn đó sẽ lại đi lạc một cái cây, đi lạc một con đường lạ vậy thôi, và lại tiếp tục, lại thế nữa rồi, tôi sẽ lại đi trễ. Đó là một ví dụ của một hình mẫu cư xử. Bây giờ tụi mình thử xem qua những hình mẫu khác nữa nha. Bạn có người bạn nào hay bị bệnh không? Nếu có, thử để ý xem anh ta thường bị bệnh vào ngày nào nhé. Có một số người cứ phải cảm lạnh đủ 12 lần trong một năm. Một số người khác cứ mỗi lần có sự kiện lớn là lại phát bệnh. Có người thì lại thấy đau đầu vào mỗi sáng thứ ba. Có một số người lại thích sự lộn xộn. Cho dù bạn có cố gắng làm cho họ gọn gàng tới cỡ nào đi nữa, thì họ cũng sẽ làm lộn xộn trở lại chỉ sau một vài phút. Hình mẫu cư xử này rất dễ thấy khi mà bàn làm việc của họ lúc nào cũng lộn xộn. Tập vở thì quăng tứ tung, tóc tai thì luôn luôn bờm sờm, quần áo thì xóc xếch, không có chỉnh chu. Cho dù họ có cố gắng dọn dẹp đi chăng nữa, thì chỉ sau 5 tới 10 phút mọi thứ lại trở lại như ban đầu. Có một số người thì lúc nào cũng không có tiền. Không phải là họ nghèo đâu, chỉ là khi họ có tiền dư thừa trong túi, họ sẽ bắt đầu dùng nó vào những việc linh tinh. Nó hệt như việc ngứa thì phải gãi, đói thì phải ăn, còn yêu thì phải nói vậy á. Chỉ đơn giản họ có tiền và họ muốn xài. Và cho dù họ có thêm tiền, thậm chí là được tiền thưởng hoặc trúng số, họ cũng sẽ xài cho bằng sạch. Đó cũng là lý do tại sao những người trúng số thường không có tiền. Lại có một vài người bạn của bạn có thể sẽ có mẫu này. Anh ta có thể làm việc ở công ty này 3 tháng, 6 tháng, rồi đổi việc sang một công ty khác, lại thêm 3 tháng, 6 tháng nữa, rồi lại tiếp tục nhảy việc, lại thêm 3 tháng hoặc 6 tháng, hoặc nhiều nhất là 1 năm, anh ta sẽ không ngồi yên được một chỗ. Đó không phải là do anh ta không trung thành với công ty, mà chỉ là do gương mẫu cư xử của anh ta khiến cho anh ta muốn nhảy việc mà thôi. Nãy giờ các mẫu cư xử có vẻ hơi tiêu cực ha. Vậy bây giờ tụi mình thử những mẫu tích cực hơn nhé. Tình trạng sức khỏe của chúng ta được quyết định bởi chương trình mà chúng ta lập cho nó. Cho nên bạn muốn lập trình như thế nào đó là nằm ở bạn. Có những người luôn luôn lúc nào cũng gặp thời. Họ đầu tư kinh doanh ngay khi cơ hội vừa tới. Họ mua một cái chứng khoán lúc mà nó đang ở dưới đáy, và họ bán lúc nó ở trên đỉnh. Họ đi chơi du lịch và họ gặp những tỷ phú chịu chi hỗ trợ cho họ toàn bộ chi phí ăn chơi cùng họ. Có mặt đúng nơi đúng lúc cũng là một khuôn mẫu. Hoặc có một khuôn mẫu khác, đó là lúc nào đi đâu cũng tạo ra được tiền, hoặc là mua cái gì cũng được giá rẻ. Và cũng có những mẫu khác nữa, giống như là tôi tin vào con người và họ lúc nào cũng đối xử tốt với tôi, hay là cái gì tôi làm lúc nào cũng vui và dễ dàng. Chúng ta cứ giả sử như là bạn muốn theo những gương mẫu tốt đi. Vậy những cái gương mẫu không tốt mà bạn đang có thì sao? Đó là đầu tiên á, chúng mình phải nhận ra được rằng chúng mình đang có gương mẫu nào. Từ đó bạn mới có thể thay đổi được gương mẫu đó từng chút một. Và tất nhiên bạn phải chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng thay đổi. Bạn có sẵn sàng thay đổi cùng mình chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng thì đừng ngại nhấn like và follow mình
để đồng hành cùng mình trên con đường thay đổi bản thân này nhé. Mình là Giang, cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình.